đem ra đó, để ghê luôn. Đại ơn. Để qua. Nó bữa hôm đang quánh bắt giả ra quánh lại không cho quánh tiếp kêu hả, nếu quánh tiếp thì về mà đi thì để đáng nó cha được quá vô 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 thôi đi nhanh lên cha nội ơi. Chỗ này cá không? Mày hiếm. Yeah.
Vậy
Tính tính năm. Mấy giờ chị về? Làm được giá nữa mà. Hai chục ngàn, ba trái.
đó. Không nữa. Dạ ba. Canh qua mình thắng 2 độ luôn á. Thắng 2 độ. Câu thứ hai vậy. Câu chưa? Câu chưa thắng 2 độ. Thôi rồi tôi nói cho anh coi rồi anh thấy làm gì tại. Là uống cái cà phê này là không uống không được, ví dụ như mình không ngồi không có thời gian ngồi để uống một cái gì mà phải lấy giờ bên nhà hai nào quá có nhiều quá giờ sao đóng cơ quay đó tôi đó qua thám đâu ai về hả tại bên kia ba người chịu nói hai người sao chịu nổi mình không biết anh ơi thẳng gì mày hãy nói bên này hãy nói chứ nói xấu rồi hãy nói. Thấy kết quả rồi phải không? Không phải. Không phải. Đó đó.
cháu rồi má ơi. Không không